Đây. Các bác này, con này là loa nhìn qua là thấy made in Italia các bạn. Đấy, trước mặt các bác đây là rất là nhiều loa, nó là đẳng cấp luôn các bác ơi. Đố các bác biết đến từ thương hiệu gì đấy? Đấy, để mà tìm cái căn nhà các bác xem nhé. Jet sao, trước mặt các bác là một dòng loa đến từ Jet sao, nhưng mà các bác để ý này, đấy, thấy chưa, nó in ngay trên logo luôn nhá, đây càng cứng lắm, cứng lắm các bác ạ, bọc vải bên ngoài. Đấy. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác một dòng loa đẳng cấp luôn, bát 25 nhá. Các bác nhìn cái đít của nó như này thì có ai bảo nó là bát 25 hộ này không, chẳng đấy, đấy chép đấy, chép neo đấy các bạn. Đấy, trước tiên thì sẽ báo giá luôn để cho các bác thích xem video hơn nhé. Đấy, 8,5 triệu. Con này 8,5 triệu thì sẽ được cái gì, bây giờ em sẽ review chi tiết này. Con này là Jet sao, thương hiệu loa Jet sao, cực kỳ chất lượng luôn, logo made in Italy và thùng loa thì đằng sau cũng made in Italy. Đấy. Quẩy cái made in chưa các bạn. Đấy, các bạn xem này. Đấy, có thể nhìn chưa, Jet sao made in Italy, con này mã của nó là U10 nhá. Đấy, 8 ohm 400W, bát 25 400W thì nó ngàn 30 rồi. Vì sao nó lại được cái công suất lớn như vậy? Vì đây này, các bạn xem này. Đấy, đi to gần bằng 1 ohm luôn. Đấy. Loa này là loa full Rangger, made in Italy. Cái made in này thì nói thật luôn nhá, là nó vẫn là nhập từ Trung Quốc về. Đấy. Còn là made gì, made rời thì nhập từ tàu về thì cứ coi như là của tàu, sử dụng của thị trường China. Con này nếu mà ở Việt Nam mình thì hàng mới vẫn có các bạn. Em cũng có tra kỹ trên mạng rồi, giá của nó là hơn 20 triệu, tầm 24-25 triệu. Nếu mà là dòng mới thì các bác cứ gõ cái model này này, U10 Jet sao, nó sẽ ra ngay. Có một đơn vị đang bán giá là hơn 20 triệu. Đấy, thì giá bãi của con này em bán là 8,5 triệu nhá, 8,5 triệu một đôi. Các bác xem hình thức bên ngoài này. Đấy, trước bên ngoài đó. Đấy, những đôi này thì là những cái đôi đã được tuyển chọn kỹ lưỡng rồi và đã mông má tỉa tót rồi, nó mới đẹp được như này, nói thấy luôn cho nó vuông. Đấy, mặt trước đây là lỗ thông người ở phía trước nhé. Đấy, kìa. Đấy, lỗ thông hơi nó đặt ở phía trước, nó sẽ được bảo vệ bởi cả. Con này thì là hàng của châu Âu nhé. Bên trong của nó rất là thơm và mùi của nó không khác gì mùi nước hoa. Các bác không tin, các bác mua về mở ra mà xem, mùi nó thơm đúng như mùi nước hoa các bạn. Nó là của Italia. Sẽ quay con ruột châu Âu này cho các bác thấy được cái độ chất lượng, cái độ hoàn thiện của nó này. Nhìn cái thùng có vẻ khá là mỏng thôi. Chỗ này nó làm khá là mỏng, nhưng bên trong nó làm vẫn rất là dày nha. Thùng ván ép cực kỳ là bền. Các bác xem những chi tiết nó làm, hàng châu Âu nó làm rất là sắc nét. Đấy, bên này các bác không biết là hai điều. Đấy, cái này là thò tay để móc cái bát lên. Nó làm rất là cẩn thận, rất là chi tiết. Đấy, từng cái nẹp góc của nó này, những cái nẹp này thì bao giờ nó mới hỏng được này. Thùng này siêu bền luôn, cho đến những cái lớp mút họ làm cũng rất là cẩn thận. Ốc chồn rèn, ốc chồn rèn này, cái nước sơn của nó thì nhìn tuyệt vời lắm. Đấy. Hàng của châu Âu này thì nhìn chi tiết nào nó làm nó cũng khôn.
xem này, từ đến kia nó có van này, cho đến những cái vết cắt làm rất là khôn, đến những cái kè góc, kè thùng cực kỳ là chắc. Đấy, con này thì nó có cái hệ treo đẳng cấp này các bạn này. Đấy, thấy không? Phần tần con này thì khỏi nghĩ luôn. Xem, ở đây mời các bác xem cái chiêm ngưỡng cái phần tần của hàng châu Âu tối giản nhất có thể luôn, chỉ có đúng 6 con linh kiện, 2 cuộn cán to như bàn tay. Đấy, đấy, 2 con trợ sứ được tản nhiệt bởi nhôm. Đây, 2 con trợ nhôm luôn nhé, được tản nhiệt bởi những cái miếng nhôm cánh này. Đấy, trợ nhôm nhé. Và duy nhất có 2 con trụ thôi, ở dưới này một con này, và đây một con. Đấy, duy nhất 2 con trợ, 2 con trụ, 2 con cám, cực kỳ là tối giản, nhưng mà chất âm của nó dài quá hay luôn. Con này là một trong những cái dòng loa mà hài hòa nhất giữa bát và chẹp. Chẹp nó vô cùng là sáng các bạn, bát nó phải đánh êm lắm. Các bác biết vì sao không? Đây là đây này các bạn này. À, đây là cái lý do này các bạn này. Con này bát hay lắm, nhưng mà nó sử dụng gần cao su nhá. Gần cao su này thì nó sẽ cho cái tiếng của nó cực kỳ là mềm mại và sâu nhá. Nó sẽ cho cái độ bền tốt hơn cái dòng gân mút. Gân mút thì rất là dễ bị mục, gân này thì độ bền nó rất cao hơn, màng sẽ phủ keo chống nước. Đối với cái con này côn bao nhiêu đấy? Trông đến rồi các bạn, côn nó là côn 75. Đấy, nhện của nó là nhện cao 46 và bên trên nó phủ một cái lớp nhìn như cái lớp tuyết. Các bạn có nhìn rõ không? Đấy, 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 các bạn thấy không? Rất là chất luôn. Và con này thì độ mới của nó là 11 trên 10 luôn. Cổ kèo này, zin, zin đẹp, nguyên bản. Côn nó lộ ra gần hết này. Đấy, và cái từ nó mới khủng với các bạn này. Từ này là từ 18 nhá. Cái độ dày của nó gần từ gần 3 phân này. Đây, các bạn xem. Đấy, con này thì riêng cái củ bát của nó rất là nặng. Xương trẻ đôi, cái xương gàng đúc này cực kỳ là cứng cáp. Đấy, nó sẽ có mã vạch ở đây này. Đó, đường keo. Đây, các bạn xem em so bàn tay là thấy rõ nhất. Dòng 25 mà tìm được con nào gấu như này. Đấy, bên trong nó có cái lưới chắn bụi này, à chắn côn trùng này. Dòng này là siêu gấu, siêu bạo lực luôn. Chơi những cái dòng như này thì các bác đánh thậm chí nó còn khỏe ngang với dòng 30. Và các bác chơi được cả trong không gian phòng 30m2 nhé. Thứ nhất là tiếng bát nó cho cực kỳ là hay, cực kỳ là uy lực. Và tiếng chép của nó thì sẽ là chép neo, cho nên là nó rất là sáng. Đấy, có thấy không? Đấy, chính xì thì... Đấy, còn về cái độ mới thì đúng là 11 trên 10 các bạn. 8 triệu dưới thì bỏ ra là còn quá là thời đấy các bạn. Được những cái đôi made in Italy này thì quá là thời rồi. Đấy, thùng con này thì cực kỳ gọn. Phần tần đấy, phần tần thì quá là chất. Đấy, nó kè thùng kè góc cực kỳ là khủng khiếp. Những cái đầu cốt của nó vẫn sáng bóng. Đấy, đấy, thùng con này cực kỳ gọn luôn, hơn 20 phần tí, 20 phần. Cái này thì hơn 30 phần một tí, siêu gọn các bạn. Những cái tay sách ở đây là nó sử dụng là nhôm nhá. Đấy, còn bây giờ em sẽ review cái củ chép của nó này. Đây, chép này là chép này là chép neo các bạn nhé. Chép neo học gan. Đấy, chép neo nhá, rất sao này. Những cái cánh này là để tản nhiệt nhá, rất là mới các bạn.
long lanh luôn các bạn. Chép như này thì hát nó mới sướng các bạn này. Nó vừa có bát, vừa có cái độ sáng của chép thì quá là tuyệt vời. Rất là hay cho những cái đôi loa như này. Và giá siêu hợp lý luôn. Dòng này với dòng TV Vân Gỗ, hai dòng xem nhau chất lượng. Con này có khi nó còn, con này tất nhiên nó sẽ khỏe hơn TV vì nó rất là gỗ. Và cái độ sáng của nó là sáng hơn TV nữa. Con này thì khoảng ngang 30. Đấy. Đấy các bạn nghe thấy tiếng xì của nó không? Đấy, 8,5 triệu nha, 8,5 triệu. Được những cái cặp loa rất là chất lượng. Đấy thì số lượng thì không có nhiều nhá, có vài đôi thôi. Các bác nhanh tay nhá thì sẽ được những cái đôi đẹp nhất. Đấy, những đôi đẹp nhất đã qua tuyển chọn kỹ. Mọi người chủ động liên hệ nhá, Zalo em là 0333527331. Em sẽ tìm cho mọi người những đôi đẹp nhất khi mà các bác lên liên hệ đầu tiên. Đấy, giá là 8,5 triệu. Rồi xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo.